suốt à, đi chơi cả đêm, bố ngủ bên kia. Ok, bye hai đứa nhóc nha. Đó, bây giờ là tôi phải đi đón MC Kim Tân, hiểu không? Nó 30 mấy năm mới gặp MC Kim Tân là thầy của mình đó. Mình là đệ của thầy. Bây giờ chuẩn bị đi. Ok, lên đường. Lên đường đi đón thầy. Cái phòng music này nó đã ready rồi, sẵn sàng hết mọi thứ để đón Tết đây mọi người. Sân nhất sân bay Tân Sơn Nhất của thành phố Huntsville hay là bang này. Thầy đang landing rồi mọi người. Thầy đang landing rồi. Chuyến bay landing rồi. Ok. Thầy mình đã đáp xuống Bình An rồi. Nhìn thầy giống như thanh niên. Mến một cách nói chuyện chân chất đơn sơ của thầy. Mà có trận tuyết á, như tuần rồi trận tuyết xuống á, rồi ở nhà cả tuần tê liệt luôn. thật sự ra sống chậm á, dạ. nó sướng hơn chứ thưa anh. Dạ em thích vậy á, nhờ mình. Dạ. Dạ. Sống quá mệt lắm. Dạ. Thật sự ra mình có điều kiện mình sống từ từ thoải mái. Dạ. Rồi MC Kim Tân cười chắc rồi. Em với lại chào mọi người ha. Chào mấy bạn. Thu Anh và thầy rất là đồng cảm về cuộc sống nhẹ nhàng, soft life. Mày quên gì hả? Hình như đang quay rồi đó. Ồ, quay rồi hả? Only, bây giờ mình đi ra. Kim Tân vừa đáp xuống vị trường Huntsville, tiểu bang Alabama. Sau 40 năm, hai thầy trò chúng tôi gặp lại. Tôi Kim Tân và kế bên là cô bé dễ thương ngày nào Thu Anh. Cô bé học trò rất là dễ thương. Lại không sao. Làm lại, đưa tay lên. 1, 2, 3. Các bạn có biết không, hai thầy trò chúng tôi 40 năm khoảng chừng đó gặp nhau lại. Và lứa tuổi của chúng tôi tuy rằng chỉ cách nhau khoảng 10 tuổi thôi, nhưng mà vì ngày ấy khi tôi ra trường chỉ là một thầy giáo trẻ, và cô bé Thu Anh dễ thương đang ngồi kế bên tôi là một cô học trò tập thể dục của bộ môn nghệ thuật đó, cho nên là gymnastics. Và các bạn biết không, cái thời đó cái tình thầy trò rất là rõ nét và sâu đậm, nó dễ thương một cách chân chất kìa.
chứ không phải nghe nói như thầy trò sau này nó mệt quá. Trời ơi, đánh thầy luôn. Trời ơi, đúng rồi. Tụi anh có nhớ hồi đó mỗi lần mà lãnh lương ra thầy dẫn tụi em đi ăn chè rồi giỡn vui phải không? Quán chè đó, nhớ chè đậu. Và trong cái lớp, trong cái đội của tụi em tập á, thì cũng có em trẻ, em bắt đầu lớn lớn tuổi, bắt đầu bước vào tuổi biết yêu. Cho nên thầy trò mình cũng đôi khi hay hỏi chuyện nhau giỡn cho vui. Đứa nào có bồ rồi, đứa nào có bồ rồi. Rồi các em thì thường gán ghép cho thầy cô này cô kia. Mà nó nhẹ nhàng thôi, nhưng mà nó vui. Các em còn nhớ nè, là không biết cái vấn đề tình cảm là sao, nhưng mà trong mắt em, mày là một người thanh niên rất là lịch thám. Hình như lúc đó thầy mất 18 tuổi rồi đó. Không, đúng là đâu có. Mà hình như 10 tuổi á. Thầy không nhớ đâu, mà ra trường đại học là phải trên 20 chứ phải không? Là 22 thì có lẽ là Thu Anh cũng phải là lớn hơn chứ. 12 tuổi ở cỡ đó. Trước khi em học của thầy, như là em học của thầy Khải. Đúng rồi, nếu học thầy Khải thì chắc trước đó. Dạ. Rồi sau này nữa, rồi thầy hiểu rồi. Rồi khi mà thầy vô đó một thời gian ngắn thì thầy được chính thức là bổ nhiệm là dạy cho đội tuyển. Thì lúc đó em mới lên đội tuyển. Thì thầy trò mình mới sinh hoạt với nhau. Tại vì lúc đó thầy chỉ dạy riêng đội tuyển thôi. Trời ơi, em cũng giỏi vậy được vô đội tuyển. Cho nên em nhớ em làm cái gì em cũng. Cho nên nãy Thu Anh hỏi, cho nên Thu Anh hỏi thầy chứ ủa bộ thời đó khó khăn mà thầy lãnh lương nhiều lắm, sao mà bao tụi em ăn chè hoài, ăn nhiều nữa. Thực sự ra lúc đó thầy lãnh lương so ra với các thầy khác thì thầy cũng may mắn được lãnh lương nhiều. Tại vì thầy vừa dạy đội tuyển, rồi thầy vừa dạy nhiều chỗ lắm cùng một lúc. Dạy bên nhà thiếu nhi quận nhất. Đúng rồi, giờ dạy cũng chạy show rồi. Thu Anh nhớ cái thời đó là hay có cái phong trào mà thể dục đồng diễn. Là thầy là cái người chuyên môn dựng các thể dục, các chương trình, các tiết mục thể dục đồng diễn cho các nơi. Đó, thành ra thầy cũng so ra với các thầy giáo thì thời đó thầy cũng kiếm tiền được khá khá. Cũng vui, thì nói chung cũng vui. Thầy có nhớ một cái kỷ niệm rất là vui nè. Không biết sao, mỗi lần lên xà ngang hay gì em rung lắm. Rồi mỗi lần em cũng hả, lộn nhau á. Đúng rồi, nhào lộn. Nhào lộn á, em cũng rung lắm. Rồi thầy cứ kêu em bằng Nhật Bổn. Đúng rồi. Bộ em giống Nhật. Không à, đúng vậy. Coi chừng té bể cái đầu của Nhật Bổn mà. Hồi đó dễ thương lắm và có cái nét của người Nhật Bổn thật sự. Mắt hình như một mí, giống như kiểu vậy đó. Mặt bầu dễ thương mà giống như cái dạng như mặt người Nhật đó. Thành ra thầy có cái ấn tượng là Thu Anh là cái khuôn mặt của một cô gái Nhật, cô gái trẻ Nhật và dễ thương, cho nên thầy hay giỡn cho nó vui vậy đó mà. Chắc cái mái tóc của em tóc vậy mà bây giờ Thu Anh vẫn nhớ không? Đúng rồi. Không, đó là những kỷ niệm mà mình đáng ghi nhớ trong cả cuộc đời mình luôn ha. Tại vì những cái kỷ niệm trong sáng đó đâu phải ai mà cũng dễ có trong cái cuộc đời này đâu. Tình thầy trò mà bao nhiêu năm gặp lại vẫn yêu thương nhau. Tuy rằng trong những năm vừa rồi chúng tôi cũng có liên lạc với nhau qua điện thoại rồi Facebook. Nhất là những năm gần đây thì gần gũi hơn bằng điện thoại, Facebook. Và lần này thì cũng chính nhờ vào cái lời đề nghị của Thu Anh mà ban tổ chức đã mời tôi lên đây để thử xem sao, để coi có đủ khả năng để là những lần khác lên tiếp đấy nhá. Rồi thầy thì quá tuyệt vời rồi. Đây là người MC rất là nổi tiếng của vùng miền Sao. Không những miền Sao ở đây, miền Nam mà Cali cũng biết thầy nhiều lắm. Cảm ơn Thu Anh, thực sự ra nước Mỹ. Thực sự ra thì tất cả mọi công việc của mình nha. Thứ nhất là có duyên, cái gì nó tới nó sẽ tới. Và mình cũng không có phải là những người sinh hoạt sân khấu mà quá chuyên nghiệp mà của các trung tâm đó, thì họ sẽ nổi tiếng hơn, đại khái vậy. Còn thì mỗi người có sự chọn lựa. Thứ nhất là mình không có khả năng tới cái chuyên nghiệp đó. Thứ hai là thầy cũng chọn cái lối sống ở đây. Tuy rằng trước đây nhiều anh chị em, bạn bè ở bên Cali cứ nói thầy đi qua bên đó,
để mà sinh hoạt vào cái nghề nghiệp này nó dễ có cơ hội phát triển hơn. À, nhưng mà thầy nói không, thầy chỉ thích sinh hoạt ở tiểu bang Florida và vòng vòng một số nơi mình có duyên thì mình tới là đủ rồi. À, thầy là người của gia đình nữa, chăm lo cho gia đình. À, nếu mà nói về gia đình thì thôi cũng tâm sự với các bạn là mình mới vừa có cháu bé mới có 5 tuổi thôi. À, mà cái đình đó sao mà làm sao mà giống như Trang thầy cái đó là sự may mắn của thầy, và phải nói chung là phải nhờ ơn của cô là bà xã của thầy đã nặng ra một đứa mà quá tuyệt giống vời. Theo mình thấy là như vậy. Thể dục đó. Thầy nói chút xíu về bé đánh sạc cái thể dục của bé rồi đó. Bé có năng khiếu lắm, mới chưa đầy một tuổi đã biết lộn tới lộn lui rồi. Rồi bây giờ thì cứ thích trồng chuối rồi ngồi rồi thấy thấy cha của mình chống tay ở dưới nền nhà ke, đưa hai chân thẳng lên khỏi mặt đất thì cũng cố gắng bắt chước làm theo. Và cũng gần được rồi, nhanh lắm. Rồi xoạc chân ra 180 độ. Hình như là đã gần là em rất là dục lắm. Mấy tuổi thì phải mình phải công nhận là đó là những cái vừa là năng khiếu của trời cho, mà cũng là một cái gene di truyền của cha đó. Rồi hy vọng là cháu sẽ làm nói ngôi cái vấn đề MC của thầy nữa. Mình nói là nói cho nó vui vậy thôi, chứ thực sự ra khi mình qua tới đời sống bên Mỹ rồi, mọi người đều có một cái open mind. Cha mẹ đều không có mong là cũng không cần phải xếp đặt là con mình sẽ là cái gì, để rồi tự nhiên cái cuộc đời sẽ khiến nó thích thú cái gì để mà nó tiến tới. Với lại Thu Anh biết sao làm MC như thầy cũng đâu có tiền nhiều đâu, thôi để nó làm thương nhân đi cho nó nhiều tiền tí. Lân nhân biết đâu MC của talk show của Mỹ, tại vì cháu là Mỹ mà. Thì mình nói là nói cho vui theo kiểu Việt Nam thôi, chứ nếu mà thực sự ra khi mà đã thành đạt một cái gì đó về thể thao, về văn hóa, về văn nghệ của theo cái dạng của American rồi, thì ok là lúc đó là cha mẹ ngồi rung đùi đó nha. Và theo thầy biết là Thu Anh có mấy cháu cũng đang đi lính phải không? Dạ, một cháu đi lính. Một cháu đi lính, dạ. 25 tuổi. Wow. Đang ở Nhật. Một cháu trai lớn hơn một tuổi, mấy đó. Mấy cháu cũng cảm tạ Chúa ban là mấy cháu gần nhau, nó thân với nhau lắm. Rồi cháu gái thì vẫn còn ở với em. Thì cái điều đó cũng chứng tỏ rằng á là có nền móng giáo dục của gia đình á, nó tạo cho các con em của mình á sự yêu thương gắn bó của gia đình. Một phần là của truyền thống của người Việt Nam, người Á Châu mình, rồi thêm cái sự giáo dục của gia đình. Đó, gia đình là một phần của học đường, và tôn giáo cũng là một cơ sở giáo dục đạo đức rất quan trọng. Nhờ sao may mắn là được ông bà hai bên á. Cái đứa nó rất là nên người, mà cũng nếu mà xui hay là cũng dễ á. Đúng rồi. Lúc đó em rung lắm. Cũng đâu nói được đâu, thấy không? Bởi vì một đứa bé phát triển nhất là dạng Americanized, mình cũng rất là khó nói. Xứ sở tự do, mình cũng không có dám răng đe một cách kiểu như Á Châu của mình là cầm roi mà đánh nó. Rồi điều đó không cho phép. Nên em cũng lo lắm, cầu nguyện hoài luôn lúc tụi nhỏ còn nhỏ. Rồi bây giờ qua được cái tuổi teenager á, mốt mà con thầy đến tuổi teenager, thầy cầu nguyện dữ. Đúng rồi, lắm rồi. Rất là khổ. Nhất là ở xứ tự do mà. Muốn giỏi cỡ nào cũng có, nó đào tạo cho con người rất là giỏi ha. Nhưng mà nếu muốn hư cỡ nào cũng hư.
Bởi vậy là một xứ sở để mà đào tạo thiên thần hay ác quỷ ha. Dạ đúng rồi. Câu đó thì nói cho nó vui thôi chứ cũng không có hẳn là như vậy. Bởi vì cái xứ sở này là cái xứ sở rất là tuyệt vời so với điểm chung với các nước trên toàn thế giới, điều đó mình phải công nhận đó. Nó do tại sao mà rồi mọi người trên các nước khác, ở từ các nước khác đều mong muốn được định cư ở Hoa Kỳ. Đi vượt biên, làm đúng mọi cách để đến cái xứ sở này sinh sống lập nghiệp. Chỉ một cái điều, một điều chỉ cần chia sẻ một điều ngắn ngủi vừa rồi là đứa con trai của thầy nó vô bệnh viện á, mà trời ơi tất cả các bác sĩ y tá đều lo chăm sóc tận tâm, đi ra đi vô phòng để mà chăm hỏi, rồi thử máu, rồi truyền nước biển, vân vân, khám xét trời nó liên tục, nó take care kỹ lưỡng, và đến khi mà nó nói là phải là nó kiểm soát kỹ lưỡng, thử máu kỹ lưỡng là không có bị gì nặng nề thì mới cho về. Medical field ở Mỹ này thì đâu có nào mà tính bằng được, không thể nào được. Y tế bên này nó hàng đầu thế giới. Đúng rồi. Cái đó là cũng là một cái rất là. Mà tôi anh có thấy không? Sống trên cuộc đời này cái gì quan trọng nhất? Tiền bạc không phải là quan trọng nhất, sức khỏe mới là quan trọng nhất. Đây là mình tâm sự vấn đề sức khỏe của con người. Nếu mà mình được vô bệnh viện ở Mỹ thì thôi quá tuyệt vời luôn. Không có ai phải hỏi trước mình có đóng tiền để mà cho vô bệnh viện nhập viện không. Ở đây là phải chữa trước. Bác của em, bác Lan là cũng như là bạn em thì các bạn bên YouTube cũng biết mà bác cứ nói con phải lo giữ sức khỏe nha. Mình mà có nằm trên đống vàng mà không có sức khỏe là mình cũng không được. Không có gì quý hơn sức khỏe. Bác nói hoài nó lo cày quá. Nhưng mà thầy là thuộc dạng người đang có sức khỏe đây, cho nên cần phải đi kiếm vàng. Thì mình em nghĩ là mình nên ba lăng số này ha. Đúng rồi, béo lên số này. Nhiều khi kiếm vàng cho nên thì nhiều khi phải chọn cái niềm vui. Cho nên thật sự ra thầy cũng thấy cái nghề MC này á, cái nghề sân khấu này á, cũng là một cái điều mà mình vừa vui mà mình cũng đem niềm vui tới cho mọi người, cho nên thầy mới ở lại với nó cũng là trên 20 năm là vậy. Cho nên trong khi có nhiều cái offer để thầy làm những cái việc khác kiếm ra tiền hơn, nhưng mà thầy vẫn cứ chăm chăm giữ nó là như vậy. Mặc dầu mình biết là mình chọn cái way của mình nó ít tiền thôi, nhưng mà mình sống nó vui vẻ. Cộng đồng Việt Nam mình cần thầy mà, cần thêm những người MC như thầy. Phải nói là thầy là một người mà em rất là quý mến từ nhỏ. Rồi không ngờ là sau mấy chục năm gặp lại thầy, dịp tình cờ là thầy cũng qua người bạn là tên Như đó. Gọi cho em. Đúng rồi. Thế thầy còn nhớ lúc đó thầy gọi thầy nói đúng gì rồi không? Chắc thầy không nhớ đâu. Em thì nhớ. Thầy nói sao? rồi bây giờ gặp lại sau 30 mấy năm hả thầy? Đúng rồi, gần 40 năm luôn đó. Rồi em biết tánh của thầy đó, một người rất là dễ mến, hòa đồng và chân thật với mọi người, sống rất là tình nghĩa với lại các em, rồi cộng đồng Việt Nam nữa. Thank you Thu Anh, khen thầy nhiều. Thôi Thu Anh ơi, bây giờ mình bỏ chuyện khen đi, mình nói chuyện giải quyết cái vấn đề là bây giờ mình đi đâu ra. Bây giờ hai thầy trò mình nãy giờ cũng lên cột đèn ngồi. Bây giờ đi xuống. Mình ghé tiệm nail này ha. Với lại nếu mà vô tiệm nail thì Thu Anh cho thầy giới thiệu mấy cái sản phẩm mà thầy đang đại diện cho một cái công ty sản xuất về sản phẩm ngành nail. Thầy là người đại diện cho công ty nào á thầy có thể cho biết tên. APNR All in One Beauty. Đó là một cái công ty của sản xuất về những sản phẩm ngành nail của hai đứa em. Mình tạo đây được phải không? Được rồi.
thôi thì bây giờ mình say bye với bạn bè đi ha, để mình chuẩn bị mình mở vali, mình lấy đồ vô tiệm nail nha. Rồi Thu Anh say bye với bạn. Bye bye các bạn. Có lẽ là trong vòng 2 ngày ở đây thì Thu Anh thế nào cũng bắt mình lên lên livestream hoài để gặp quý vị nha. Chúc các bạn một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc và nhớ là giữ gìn sức khỏe. Xin chào, hẹn gặp lại. Nhà hai thầy trò đi làm dịch vụ mua bán sản phẩm nail, quảng bá tên tuổi của mặt hàng sản phẩm nail này. Cái hiệu này hiệu gì để em nhớ lại lần nữa. APR All in One Beauty. APR dòng Birmingham á, bánh bánh tét, bánh chưng rồi bánh mì chào thầy chưa? Đi đói rồi, đi ăn xíu đi. Dạ chắc phải hả, chắc tới rồi đó. My name is Kim Tan. Kim, you get Kim or Tan? So Tan like a Tan. Actually, my English is not very good. Actually, my English is not